Rồi, bây giờ mình rủ về nhà đi bắt ốc nha. Này cả nhà thấy không, nó bón, nó ăn nhiều lắm, nó ăn lá vàng nhìn, nó cắn lá vàng lên nè, nó đang ăn lá vàng. Nhập lên bắt cho mười cả nhà bắt cách bắt ốc nha. Nằm dưới lá cây đó, đây nữa nè, hai con này nó yêu nhau rồi nè. Giặc này nó đã yêu nhau rồi. Mà mình giặt giặt thế này. Giặt chứ hơi ra. Đây. Nằm đây. Bữa nay thì bác bữa nào cũng bắt. Đây nó không. Bữa không. Đây con này ăn cây, cái cây này lá gì để mọi người biết không, cây mà có ai biết cây này cái gì không, cái này thơm lắm mà đâu đi cũng đạp á. Bò trong này nhiều lắm. Đây, đó nè. Con này bự nha mọi người. Nè, đó. Gặp mình rút vô. Đó. Tokyo. Tokyo. Đây. Đây nè. Đó. Đây nữa. Đó. Nhiều quá. Từ bên đây bên đây nó từ bên đây nó ra giữ người ta nó kiếm đường vòng nó chui dưới đất dưới lá nè. Đây mình rủ này có gì có ốc này ăn là thứ 5.000 ôm 5.000 lúc này là quá chừng này. Không hai con nó có bò trên, ui, đấy, mười ơi, nó bò nè, ui ui, trên này nè quá chừng luôn, nó bò lên đây nó ăn nữa nè, ồ, đã không, bò lên ăn cái mấy cái bông,
Nó nó trắng bự. Thế cho tao. Ờ nó nằm ở trong này, ăn cái bông. Ăn cái bông bông gì ta? Kêu bông thanh long. Ồ. Đông gì thanh long à. Ủa nó bò lên thanh long quá chừng luôn. Ăn luôn thanh long. Chi cái bụi thanh long này đi. Nó tàn tạ như ngang luôn. Hay. Bò. Ăn bông thanh long luôn nha. Đó. Bác hai một. Bác hai một phi. Đó. Bụt bụt. Bò vô tao mới góc thanh long quá chút luôn. Đâu có thấy bắt được, bắt được. Rút vô. Còn quay. Nó trồng lắm, trồng thanh long là bên thiên luôn. Hôm nay mời mọi người theo tôi bắt bắt ốc sên nha. Ốc này. Đó, nhìn đẹp lắm. Khoai bắc. Chỉ mọi người nó yêu nhau nè. Hai con nó yêu nhau tại chỗ này luôn. Họ bắt gặp nó chưa? Bắt hai con nó yêu nhau. Thấy không? Nó yêu nhau đó. Rồi tách tận ra. Cứ để nó yêu nhau trước. Như cờ nó nghe là mà có ra con bự. Con này bự nè. Mũi nhiều quá. Con này khác, màu khác. Lắm. 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 Bò vô đây nó dướng rồi nè. Nó dướng rồi nó chết rồi này. Mà con này nó hên. Gặp tôi nó không có chết. Vô đồng cái hàng rào. Nhiều con. Như con này nó dướng. Dướng con này nó chết. Đây hai con này nó yêu nhà đuôi. Đó. Nó có cái gì trắng trắng của nó. Thấy không? Cái này là cái này là cái nến như này đó, thấy không? Đó nó y cái bắt gặp nhau. Tại đang yêu nhau không ra, rứt ra, rứt ra đi nè. Coi cho kỹ nha. Nó có cái dòi dĩ qua nè. Ghê không? Nó. Đó. Hai con. Rút nó ra. Rút ra nó không ra nổ luôn. Nó hút nhau luôn. Nói ông này kỳ quá. Tao đang yêu nhau. Rứt ra nó không ra luôn. Đang thò cổ. Ừ.
đèn ăn lá lan. Bự lỏng. Lỏng lỏng. Mẹ đó. Đấm. Nhìn giống lá lan trong gầm lan này nhiều lắm. Đúng. Ăn lá lan. Quá trời. Mấy ký á. Nó ăn rào cũng dữ lắm. Lá lan rồi. Ăn rau rồi. Ăn một đêm. Một đêm nó cũng ăn không còn. Chỗ nào nó cũng có. Cái này con. Nhiều quá. Đây con, mình luôn. Gom đợi đó. Đây con. Đây con. Đây kia nữa, đây con. Đạp nó bể ổn quá. Còn như từ từ. Gần nữa thùng. Cái này đi mà không, đêm không bắt nó đang không còn rau luôn. Đêm nào cũng phải bắt nó ăn mà ra là nó ăn, ăn cắn nát nó không còn đổ lan luôn á. Rau nó ăn sạch hết. Nó ăn dữ lắm. Nó ăn hơn là rau ăn cỏ nữa. Mũi quá nè. Nghỉ bắt đi. Chút quá nữa. Ôi trời ơi, đây quá trời luôn nè. Này, bắt gặp rồi. Ồ. Ôi dồi. Bây giờ thôi nè. Ồ. Tới cái ốc sên này nữa nè. Gặp ốc sên này nữa. Không biết con này ăn được không luôn. Cái con này ốc sên. Nè, đi nữa luôn. Bây giờ nó bò. Qua trời luôn. Lắm liều, lắm liều. Lắm liều, lắm liều luôn. Có ốc sên này. Ốc sên này không biết ăn được không. Nhưng mà nó tròn bự. Ok gặp tôi bắt luôn. Gặp trên đường đi là bắt hết à. Lá lan.